dạy em Đứa em hỏi chị Tại sao mọi người thích làm chuyện ấy thế nhỉ? Thì cũng giống như mày Thích ngoáy mũi mà Ơ thế con trai sướng hơn Hay con gái sướng hơn Thì thế mày ngoáy mũi thì mũi sướng hơn Hay ngón tay mày sướng hơn ừ. Thế tại sao khi con gái bị cưỡng bức Thì sao lại không sướng Thế có kẻ chọc tay vào mũi mày thì mày có sướng nổi không? thế tại sao con gái đến tháng thì không làm chuyện đấy? mày chảy máu cam thì có muốn ngoái mũi nữa không? tại sao con trai không thích đeo bao cao su khi làm chuyện đấy? thế mày ngoái mũi thì có thích đeo găng không? <laughs> xả van, vợ mới sinh con, thương chồng bị cấm vận lâu ngày vất vả ngược xuôi nên đưa chồng ít tiền rồi thì thầm bảo với chồng đi thư giãn ở ngoài đi anh xả van một tí cho đỡ bức bối anh ạ à. em không trách anh đâu ông chồng đi một lúc rồi về trả lại cho vợ gần nửa số tiền rồi kể anh định vào trung tâm nhưng cô chủ quán đầu ngõ mình cứ trèo kéo mãi cô ấy thông cảm vợ đẻ giảm giá năm mươi con danh con láo toét cô vợ gầm lên ơ kìa em đi đâu mà chẳng thế ông chồng hốt hoảng nói em tức là tức nói hồi nó đẻ em có lấy của chồng nó xu nào đâu <laughs>